Xuân Đài với tiết mục Song Loan Nhạc Cái Cách. Xin mời lãnh đạo khu phố và ban tổ chức lễ hội nên tặng hoa cho đội. Sau tiết mục của khu phố Bà La là tiết mục của câu lạc bộ dưỡng sinh Đa Hội. Đa Hội chuẩn bị. Xin mời đơn vị Đa Hội mang âm thanh lên khu vực âm thanh để thử